Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em sẽ có một cái đèn, gọi là cái đèn cảm ứng ấy, cái đèn cảm ứng mà có sử dụng năng lượng mặt trời các bạn. Em thấy nó khá là hay. Thì mua cái này về để mà thắp ở ngoài chỗ chỗ cổng hoặc là chỗ nào đó mình hay đi lại, thỉnh thoảng mình đi lại để cho nó chiếu sáng lên cũng rất là hay. Thì em có mua hai cái đây. Đó. Thì sẽ mở một cái thôi, không biết đâu. Rồi ok, mở cái này đi. Rồi. Đây là mấy cái hướng dẫn sử dụng thôi. Thì cái hướng dẫn sử dụng này ấy, bằng tiếng Anh. Thì tiếng Anh em hơi ngu, đấy cho nên không đọc được. Thì đây các bác có thể thấy cái hình dạng của nó như này đó. Đây là cái đây này. Kiểu như cái cảm biến này đó, cái này sáng này đó. Thôi cái này thì có thể là không đúng với thực tế nhưng mà bỏ ra nhìn cái thực tế xem nó thế nào. Rồi ok, trong hộp hết rồi. Đây có mấy con ốc để các bác bắn vào tường thôi, bỏ ra. Ok. Rồi. Thì đây là cái đèn này. Đây là cái đèn, một cái dải led và có cả chắn sáng nữa. Thì đây chắc là cái chỗ cảm biến này. Còn chỗ này là cái chỗ để ghim cái điện vào. Còn cái này bắt lên đâu nhỉ? À đây. À, cái này bắt kiểu gì? Thôi, cái việc mà bắt lên như nào thì ngâm cứu sau đi. Bây giờ mình sẽ thử xem là sáng luôn các bạn. Đây đây nó có một cái nút. Đây nó có một cái nút bấm này. Các bạn thấy này, tắt này. Sáng này. Đây là sáng luôn các bạn, còn đây là cái kiểu như là có người đi qua hay sao. Sáng mờ này. Tắt này. Thì em thử xem nào. Không biết là có người đi qua thì nó sẽ như thế nào. Em thấy cũng khá là sáng đấy các bạn. Đó. Đây là sáng luôn này, không có gì cả. Đó. À thế bây giờ em thử. Đây sáng luôn rồi. Đây sáng mờ này. Đó, hình như có chuyển động cái là nó sáng đấy các bạn. Thì em phải đi ra chỗ khác xem nào. Đó, hiện tại nó đang sáng nhá. Và em đi ra chỗ khác. Bây giờ em sửa tắt cái điện đi. Tắt điện tối om đi xem nó thế nào nhé. Đó, em tắt điện rồi thì nó vẫn sáng thôi, nó vẫn sáng. Xem sáng bao lâu, bật điện lên này. Đó, bật điện lên rồi. Đó, nó bật điện lên thì nó lại sáng hơn là thế thế nào nhỉ, không hiểu được. Tắt điện đi nhỉ, tắt điện đi này. Đó, các bác thấy em tắt điện đi thì nó vẫn sáng. Nó sáng, cái này là sáng gần như hết cỡ luôn rồi. Đó, nó tối đi này, nó tối mờ mờ đi. Và bây giờ em thử đi lại nhé. Bây giờ em thử đi lại chỗ cái gần cái khu cảm biến ấy, xem là nó có sáng lên không nhé. Đó, em vừa đi lại một tí thôi, vừa đi lại nó cách nó khoảng tầm 30 mét ấy, thì là nó sáng lên. Để em sẽ tránh nó ra, để nó có tối đi không nhé. Bao nhiêu lâu thì nó tối đi. Các bác chủ cố gắng chờ đợi tí nhé, xem test nó thôi, chứ bây giờ không test thì cũng không thể biết được nó sẽ sáng tối như thế nào. Đó, sẽ khoảng tầm khoảng hình như gần một phút các bạn, một phút thì nó sẽ tối mờ đi. Đấy, nó sẽ mờ đi một tí, nó sẽ kiểu là ánh sáng nó mờ mờ đi ấy. Thì không biết là nó sẽ có tắt hẳn hay không, thì cũng có khi là không có khi là không tắt hẳn đâu. Đó, nó sáng mờ đi này. Đó, bây giờ sẽ thử đi lại gần cái đèn một tí nhé, xem nó thế nào. Đi lại gần này. Đó, đi lại gần phát nó sáng trưng lên luôn. Đó, cũng khá là hay. Rồi sẽ bật đèn này thôi.
Đó thì cái đèn này em thấy nó khá là nhỏ gọn, em tắt đi đã. Nó khá là nhỏ gọn và hình như là có chống nước đàng hoàng ấy. Đèn như thế là cái này nó có cái cao su để nhét vào chống nước luôn này. Đó, còn đây. À đây, các bạn thấy không? Họ cho một mớ cái này nữa cơ mà. Đây, có một mớ cái để bắt vào tường để khi các bác bắt vào rồi các bác nhét cái này vào đây là ok luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, các bác nhét vào đây. À, các bác bắt xong là các bác nhét vào đây là xong luôn. Đó. Xe nó sẽ gá vào như này. Đó, cái này bắt vào tường thì rất tiện lợi. Được. Đó, bây giờ em sẽ thử cái này nó cũng có cái y chang như thế thôi để bắt vào tường. Thì đây là cái bỏ ra xem nào. Đây là cái bây giờ trông có vẻ đẹp phết. Đây cái năng lượng mặt trời đây để cắm vào thì em sẽ thử nó xem là nó cho ra mấy mấy vôn. Đây. Trong phòng này thì đang chỉ có đèn 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 led thôi, đèn huỳnh quang thôi, không biết nó có cho ra cái số số vôn nào không. Để em lấy cái đồng hồ. Đây. Đây thì các bác có thể thấy là đấy, các bác có thể nhìn thấy số rồi gì đúng không? Thì đang là không có gì, em sẽ thử. Đây. Đó, các bác có thể thấy này. À, hiện tại nó đang là 3,9 V, nó cho ra cái điện áp là 3,9 V ở cái ánh sáng của đèn tuýp ấy. Đó, em thử cho nó đen thui lại xem thế nào. Bỏ này ra. Rồi, để cho nó đen lại này. Đó, các bác có thể thấy đấy. Khi mà em úp cái này xuống này, úp cái này xuống thì nó gần như không có điện, nó gần như không có điện luôn. Còn bây giờ cho lên này. Đó. Cho lên ấy thì được khoảng 3,8 3,9 V. Đó, khá là tuyệt vời, đẹp phết. Đó. Khi dùng các bác dùng cái này thì các bác không sợ bị tốn điện ở đâu cả, cho nên là cũng lắp khá là dễ. Cái đèn này cũng khá là rẻ thôi. Đó. 3,9 V và bây giờ em sẽ cắm nó vào cái đèn cái led này xem thế nào. Đó. Thì đương nhiên là nó vẫn sáng thôi, tại vì cái led này nó có ấy mà, nó có pin ở trong mà. Ô, không sáng nữa. Khi mà cắm cái này vào ấy, cắm cái năng lượng mặt trời này vào ấy, pin mặt trời này này, thì ấn nó không không sáng các bạn, nó sáng lên phát thôi. Thì bây giờ em thử thử nhé, thử thử để nằm cái này xuống, để nằm cái năng lượng mặt cái pin mặt trời này xuống xem thế nào. Đó, nó sáng luôn các bạn. Đấy, để nằm cái này xuống, có nghĩa khi kiểu như là trời vào bắt đầu mà tối đi thì nó sẽ sáng cái này. Đó, mở lên này. Đó, mở lên là nó tắt các bạn. Đó, hay phết. Mở lên nó tắt này. Đó, nó sáng này. Đấy, sáng này thì có khi là phải điện lại phải điều chỉnh là đây là sáng luôn à? À không, em thấy là có ba nấc sáng này, sáng nhất này, mờ mờ này. Đó, khi em thử là bây giờ tắt đi rồi à? Tắt đi à? Thì bây giờ nó sẽ bật sáng nhất này. Và em sẽ thử đi đi ra chỗ khác xem nào, xem nó có bị có lực như thế không, có được như nãy không. Tắt luôn điện đi các bác nhé. Em tắt luôn điện đi rồi này. Như chế độ này đang là chế độ mà sáng suốt sao ạ? À tắt rồi các bạn. Đấy, bây giờ là tắt tắt ngóm rồi. Bây giờ tắt không không nhìn thấy gì nhá. Bây giờ em sẽ thử đến gần cái đèn xem thế nào nhé. Đó, đấy, đến gần cái đèn này là nó sáng. Đó. Em lại đi ra xa cái đèn rồi đấy. Xem nó có tắt không, tắt lại không? Bao lâu thì nó tắt? Chắc khoảng tầm 1 phút là nó sẽ tắt thôi. Đó, nó tắt rồi, tầm 1 phút là nó tắt. Bây giờ em sẽ đi lại gần cái đèn xem thế nào nhé.
Đó, chỉ cần đi lại gần cái đèn thôi là nó sáng. Rồi, ok. Nó cũng giống như cái chế độ mà không cắm cái pin mặt trời này thôi. Đó. Thì bây giờ em sẽ thử thử em sẽ thử tháo hẳn cái này ra xem nó thế nào nhé, tại vì em thấy nó cũng khá là dễ tháo. Rồi, em đã tháo hết các ốc rồi. Em sẽ thử tháo ra. Đây. Thì đằng trước này nó chỉ là cái kính bằng mica thôi. Không có gì cả, nó hàn khá là chắc chắn, chống chống nước đi vào rồi. Khá là chắc chắn. Đấy. Ôi à. Đây, còn dưới này là cái dãy led này, dãy đèn led này. Đó, đây là một cái. Đây. Đây là cái cảm biến như kiểu cảm biến tiếp cận ấy, khoảng cách gì đấy. Đấy kiểu kiểu, và một cái main board nữa. Tháo hẳn ra cho nhìn rõ xem nào. Đây. Thì các bác có thể thấy này. Đằng dưới này ấy, nó là một cái cục pin. Đây, cục pin này thì thay thế được các bạn, rút ra được. Đấy. Đây các bác có thể thấy này. Cục pin này thì khá là to. Nó không biết là mã gì, em không nhớ không nhầm nó là 1860 gì đấy, nhưng mà hiện tại trên cái pin này nó không có đề cái nhãn hiệu gì cả, không nhãn mác gì cả. Tuy nhiên là nó to hơn cái cục pin tiểu bình thường đấy. Cục pin 2 con A ấy, đấy, to hơn và chắc chắn là cái bộ lưu trữ điện nó sẽ tốt hơn. Và đây. Các bác có thể cái mạch của nó đây. Không có một IC chắc là quản lý thôi, nút nhấn này. Đó. Cũng khá là ổn các bạn. Tuy nhiên là em tháo ra như thế này. Đây nó sáng rồi đây. Sáng này. Thì em thấy là cái việc chống nước của nó không được tốt cho lắm các bạn. Đấy. Đây nhá. Tắt đi này. Đây các bác nhìn thấy này. Từ cái con ốc mà bắt từ đằng sau này đến vào đây này. Nó cũng không có cái việc chống nước gì cả. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy này. Cái việc chống nước này khá là khó khăn, khá là em gần thấy là gần như là không chống nước ấy. Nếu như các bác chỉ lắp vào không ấy. Đây là có một cái gioăng ở chỗ này này. Cái gioăng này thì cũng cũng mỏng lắm, cũng nó chỉ đến đây thôi. Thì cái đoạn chỗ này lại không có chống nước. Đấy. Các bác thấy này, cái gioăng màu trắng này này để chống nước từ cái điểm tiếp xúc giữa cái hai cái khung vào ấy thì đoạn này có vẻ là ok, nhưng mà cái đoạn chỗ này cái chỗ cái cảm biến này thì lại không có gioăng đó, thế nên là cái chỗ này có thể bị vào nước đó. Và em thấy là từ cái nắp lưng này này, từ cái ốc lưng này xuống đến cái phần này ấy, thì chỉ bắt vào như thế thôi thì em thấy nó cũng không chống nước được đâu, cho nên là khi mà các bác dùng cái này ở ngoài trời ấy, thì các bác nhớ là bắn cái silicon vào đây, bắn silicon vào mấy cái chỗ này. Nói chung là chỗ nào mà các bác cảm thấy hở, các bác bắn silicon vào cho chắc ăn thôi. Chứ em thấy là nếu như cái này mình dùng ở ngoài trời ấy, mưa nắng ấy, thì em thấy là không ổn cho lắm. Đấy, đây là cái đèn nhé, phần cái đèn em sẽ tháo luôn cái phần pin mặt trời ra xem thế nào. Bỏ này ra chỗ khác đã. Rồi, em đã tháo xong tất cả những con ốc rồi. Thì như cái phần pin này ấy, cái phần chỗ dây nó thò ra này này, nó cũng hở một khúc này này. Thì em thấy là việc chống nước của nó cũng không được ổn. Đấy. Đấy. À, cái này thì lại ổn hơn các bạn, tại vì đây, tại vì nó chả có cái gì cả, nó chả có cái gì ở ở ở trong này cả. Đây nó chỉ có mỗi cái đầu ra dương này, đầu ra âm này. Thì chỗ này nó bắn cái keo nến rồi. Thì em thấy là cái này như cái này thì là chống nước ngon hơn, kể cả nước nó vào trong khu này không vấn đề gì đó. Thì cái này không cần bắn thêm, nhưng mà cái đèn kia thì chắc chắn các bác phải bắn thêm keo nến hoặc silicone thôi đó. Cái này ngoài này thì họ làm liền rồi, họ làm chống nước tốt hơn rồi, không sợ nước vào đây. Phần này thì không thể tháo thêm được nữa các bạn, nó là một khối rồi đó. Rồi ok, nó cũng rất đơn giản như thế thôi. Cái đèn này em cũng sử dụng được mấy ngày rồi, sử dụng được mấy ngày thấy nó khá là ổn các bạn. Em để nó trong nhà vệ sinh ấy. Khi nào đi vào cái là nó tắt.
xong rồi đi ra là nó một lúc là nó đi vào nó sáng, đi ra một lúc là nó tắt hai phết. Cái này thì sau này sẽ mang về nhà để mà để chỗ cổng. Rồi, ok, chào các bác.